Yes, we are in New York. Yes, New York. Việt Thảo và Văn Sơn đang ở tại tiểu bang New York, chuẩn bị cho những thước phim đầu tiên cho phần tài liệu của cuốn Văn Sơn 44 được thực hiện tại Connecticut. Đúng ra là tại MGM Grand Theater at Foxwood in Connecticut. Yeah. But why? Why we here in New York? Why? Mặc dù thực hiện tại Connecticut, nhưng mà phần lớn người Việt đều ở khắp nơi các vùng lân cận như Massachusetts, ở đâu có Boston chẳng hạn, rồi tại New York, New Jersey, cho nên mình sẽ làm tài liệu liên quan đến những người Việt ở chung quanh Connecticut nữa. Nói chung là miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Yeah. Và chương trình Văn Sơn 44 được thu hình trực tiếp ở tại Foxwood vào ngày 24 tháng 4 của năm 2010. Việt Thảo mời các bạn theo dõi cái poster cũng như là cái clip, yeah, clip quảng cáo của Trung tâm Văn Sơn trong chuyến thu hình lần này. Thấy là có mặc đồ cổ trang nữa phải không? Có một cái tiết mục mà thấy em thấy anh Kiều Kiều Oanh, Lê Quỳnh, Bảo Trung mặc đồ cổ trang. Cái tiết mục đó là được mang tên là Lương Sơn Bá Chú Bình Đài. Wow. Kiều Oanh đóng vai chú Bình Đài, Vương Sơn đóng vai Lương Sơn Bá. Lê Quỳnh thì đóng vai là Mã Nhân Tài và anh Bảo Trung thì đóng vai là thầy giáo dạy học. Wow, wow, nghe có vẻ hấp dẫn thì hy vọng rằng vui lắm. Thì khi mà DVD ra thì tất nhiên là quý vị sẽ phải mua rồi để xem. Và một cái nữa là Thành thì bản thân Thành thì biết chương trình của anh Văn Sơn ở trên VSN TV là anh Văn Sơn và anh Việt Thảo có chương trình Chuyện Bên Lề, thì nhưng mà đồng thời cũng có những nhiều quý vị không có theo dõi thì không biết được, thì không biết anh có cái lời về cái chương trình đó để những quý vị biết và theo dõi cũng như là thời gian phát sóng như thế nào. Ở Chuyện Bên Lề thì là một cái show TV mà Văn Sơn, Việt Thảo thực hiện ở trên làn sóng của VSN TV mỗi chiều thứ ba từ lúc 6 giờ đến 7 giờ giờ California, và từ 9 giờ tới 10 giờ giờ miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Nếu mà quý vị thích nghe những chuyện bên lề, hay là nói nôm na dễ hiểu là nghe Văn Sơn Dự Thảo nhiều chuyện, thì đón xem vào chiều thứ ba, mỗi chiều thứ ba. Vâng, thưa quý vị, và Thành cũng được biết là chương trình đó là chương trình thu live trực tiếp, cho nên là quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào và hỏi bất cứ câu hỏi gì cũng được anh Văn Sơn cũng như anh Việt Thảo trả lời. Thậm chí là hôm chương trình vừa rồi là em thấy là anh Văn Sơn còn làm khỉ nữa tại có quý vị gọi vào kêu là thích, rất là muốn coi anh Văn Sơn làm khỉ một lần nữa, anh Văn Sơn đứng lên làm luôn tại chỗ, thì rất là vui. Chương trình những cái anh Việt Thảo cũng như anh Văn Sơn rất là friendly, cũng như là để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị, mặc kệ là câu hỏi như thế nào thì cũng trải lòng ra để mà trả lời một cách thành thật nhất để cho quý vị nghe. Thì hy vọng rằng quý vị nào chưa xem thì sẽ đón xem chương trình đó và cùng nhiều chuyện với anh Văn Sơn cũng như anh Việt Thảo, và cũng như là cuốn DVD sắp tới hy vọng rằng sẽ phát hành đúng vào ngày 15 tháng 11 và được 18 tháng 11, là hy vọng là quý vị sẽ mua về để mà cùng vui trong cái ngày lễ Thanksgiving cùng với gia đình và bạn bè, cùng với những cái tiểu phẩm hài cũng như những tiết mục rất là hay của anh Văn Sơn nãy giờ đã giới thiệu. Thì hy vọng rằng anh Văn Sơn đi tới đâu cũng sẽ được quý vị ủng hộ, và sản phẩm ra tới đâu cũng được quý vị đón mua để giúp đỡ cho Trung tâm Văn Sơn sẽ tiếp tục có những sản phẩm tiếp theo để mà đem tiếng cười đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ mời anh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Dạ vâng, một lần nữa Văn Sơn cảm ơn Vina Showbiz, cảm ơn tất cả quý khán giả ở khắp mọi nơi đã thương yêu Văn Sơn nói riêng cũng như là Trung tâm Văn Sơn nói chung. Nhờ có lòng thương yêu của quý khán giả, Văn Sơn và Trung tâm Văn Sơn mới có thể đứng vững cho tới ngày hôm nay, tuy rằng hơi rung chút xíu nhưng mà mong rằng Văn Sơn biết thời buổi kinh tế khó khăn thì tất cả người Việt Nam chúng ta người nào cũng muốn saving được đồng nào hay đồng đó, nhưng mà có hai mấy đồng à, thôi kệ, ủng hộ Văn Sơn, ủng hộ anh em nghệ sĩ để chúng ta còn tiếp tục có những chương trình. Văn Sơn hứa là chỉ cần quề vốn thôi, Văn Sơn tiếp tục Văn Sơn làm, tại vì cỡ 2 năm nay trở lại lỗ quá thành ra hồi xưa làm 5-4 cuốn, bây giờ là làm 5 chỉ có 2 cuốn thôi à, tại vì làm nhiều lỗ nhiều, làm ít lỗ ít, thôi làm ít, cố gắng làm nhưng mà làm ít chút xíu thôi. Nếu quý vị mà thương yêu Văn Sơn, quý vị mà tiếp tục ủng hộ những văn gốc á, thì Văn Sơn sẽ làm nhiều hơn, chỉ cần quề vốn thôi Văn Sơn làm. Vâng, thưa quý vị, 1 năm trời mà chỉ có 3-4 cuốn DVD thì mà quý vị đã không ủng hộ rồi thì làm sao mà trung tâm tiếp tục được. Thì hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ để 1 năm anh Văn Sơn có thể ra 4 hoặc 5 cuốn để mà chúng ta có những cái DVD vui để mà xem thường xuyên. Nói không phải than cho quý vị chứ mà nói cho quý vị thương nè, kể cả những lúc đi show như nè, là cái tiền show Văn Sơn diễn ngày hôm nay là Văn Sơn bỏ vô trung tâm để mà làm DVD cho quý vị coi đó.
Đúng. Đúng rồi thưa quý vị, người ta mang chức, mang trọng trách là ông chủ, phải không? Cho nên là đi show về cũng cái tiền đó mình cũng phải để đầu tư thôi chứ đâu phải làm cái gì. Làm gì? Không làm gì được. Vâng, để vô để bù lỗ thôi. Anh bù lỗ luôn thưa quý vị. Vậy thì hy vọng là quý vị giúp cho anh Vân Sơn lấy lại vốn thôi chứ đừng nói tới chuyện lời. Tiền lời bây giờ nghe nó xa xôi quá, phải không anh? Hy vọng là quý vị sẽ giúp đỡ cho anh Vân Sơn lấy lại được cái tiền lời để tiếp tục tiền vốn em nói lộn nữa, tiền vốn, để mà từ cái tiền vốn đó anh có thể đầu tư tiếp để những cái chương trình sắp tới sẽ diễn ra thường xuyên hơn, để chúng ta có những cái sản phẩm tinh thần. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Vina Showbiz và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.